Thanh niên này là một tên phế vật chính hiệu, chỉ tối ngày cắm mặt vào chơi game, nhưng có một điều lạ là mỗi lần anh lên cấp thì khả năng chiến đấu ngoài đời lại được tăng thêm, mỗi lần nhặt được vật phẩm trong game thì ngoài đời cũng tự nhiên mà có. Mà cái lỗi nghiêm trọng nhất là anh ta có vô số lần hồi sinh, người ta thì có một mạng để bước lên đỉnh cao của danh vọng, ấy vậy mà anh ta cứ chết đi lại sống lại. Đây là một thế giới bình yên thì bạo phát một hồi dị thứ nguyên phong bạo, vô số quái vật lạ thường bị phát hiện, đám dị thứ nguyên sinh mệnh này được chia làm phàm thai, truyền kỳ, sử thi, thần thoại, năng lực cùng sức phá hoại của chúng vượt xa nhân loại tưởng tượng. Nhân loại tuy yếu nhưng có thể thông qua tu luyện nguyên khí tăng cường tốt chất thân thể, còn có một loại phương thức có thể tăng nhanh tốc độ phân loại tiến hóa. Đó chính là sang giết dị thứ nguyên sinh vật, đoạt lấy thứ nguyên kết tinh từ chúng nó cho bản thân sử dụng. Nhưng làm điều đó chẳng khác nào đi theo Google Maps lên bàn thờ. Lúc này chúng ta đến với nhân vật chính, Chu Văn, một người đam mê chơi game tới nỗi chống cái là chạy luôn đến chỗ ít người để chơi game. Nhưng cái cậu chơi không hề như game bình thường, từ khi đạt được cái điện thoại thần bí. Cậu đều tập trung chơi trò chơi trong game có ở chiếc điện thoại thần bí này, chỉ cần một giọt máu để khởi động máy. Sau đó mở ra app phó bản, chỉ cần thêm một giọt máu để tạo nhân vật, chiến đấu trong game. Gia tăng thực lực của nhân vật trong game cũng giúp chính Chu Văn ngoài đời nâng cao thực lực. Thực sự quá là ảo diệu, nếu mà chơi game nhiều giúp học giỏi có khi thế giới giờ toàn nhân tài. Mà phải nói lúc trước Chu Văn là top 1 tu luyện nguyên khi của trường cấp 3 này. Ai ngờ một tháng trước, có một nữ sinh tên là An Tịnh. Tới thách thức cậu ta, chỉ cần đá một cú là Chu Văn gục luôn, một pha one shot khiến mọi người đều bất ngờ. Đến cả thầy dư của Chu Văn cũng buồn phiền, vì Chu Văn từ một người chăm chỉ giờ thành nghiện game. Nhưng ông đâu biết game của Chu Văn lại ảo ma Canada như thế. Chu Văn lúc này vẫn dành thời gian rảnh của mình để chơi game. Cậu vừa giết mấy con kiến trong màn lấy được thứ nguyên kết tinh, nhân vật trong trò chơi hấp thụ thứ này cũng giống như cậu hấp thụ ở ngoài đời nâng cao thực lực. Nó còn giúp Chu Văn thông qua trò chơi nhìn được chỉ số của bản thân đã thay đổi như nào trong một tháng. Chu Văn nở nụ cười tươi, nếu cậu chỉ tu luyện khổ tiền không thì sợ mấy năm cũng không được thành quả như chơi trò chơi này một tháng, mà chơi trò chơi bí ẩn này cũng không phải là dễ dàng. Một lũ kiến đỏ biến dị đại lực nghĩ với số lượng vô cùng nhiều, cậu cần thời gian để diệt chúng. Ai ngờ lúc này lại có người đến tìm Chu Văn, một cô gái tên là Phương Nhược Tích, đúng lúc Chu Văn đang đến đoạn căng. Cậu ta không muốn bị Phương Nhược Tích phát hiện chiếc điện thoại thần bí này, mà trong lúc chiến đấu cũng không thoát được, đành phải vừa chơi vừa nói chuyện với Phương Nhược Tích. Phương Nhược Tích lần này đến đây làm vì muốn mời Chu Văn vào đội ngũ của mình, thành lập một đội ngũ đủ mạnh để chiếm được điểm cao ở khảo thí thực chiến kiếm. Mà thành viên đủ mạnh Phương Nhược Tích nhắm tới là Chu Văn. Chu Văn thấy lòng tốt mời gọi của Phương Nhược Tích thì không ngại đồng ý. Phương Nhược Tích hệ cậu ta mỗi buổi chiều. Bốn người trong đội cùng nhau tập luyện để đảm bảo lúc khảo thí thực chiến có thể phối hợp ăn ý. Lúc này trong trò chơi Chu Văn cũng đã đánh bại được con kiến lớn nhất trong đám kiến, đang chuẩn bị lấy biến dị đại lực nghĩ thứ nguyên kết tinh thì mấy con kiến khác lao tới, thế là game over. Chu Văn đang định bỏ đi về nhà xem lại thuộc tính thì bất ngờ cơ thể thấy nóng rực. Đây có lẽ là kết tinh nguyên khí kỹ kết tinh trong truyền thuyết. Chu Văn liền vào game để kiểm tra nguyên khí kỹ này là cái gì. Cậu bất ngờ khi thấy nguyên khí kỹ của mình là đại lực thần quyền, thất đoạn. Cuộc hẹn của Chu Văn với đội ngũ cũng đã đến. Phương Nhược Tích giới thiệu Chu Văn với hai đội viên còn lại. Hai đội viên này đều không tin tưởng vào Chu Văn vì một tháng nay cậu ta toàn chơi game. Thanh niên tên là Hướng Đông đề nghị làm một bài test nhỏ. Vì trong trường có máy trắc nghiệm lực lượng, Phương Nhược Tích phân tích bài test này là có lợi đối với Hướng Đông. Vì Hướng Đông tu luyện Lôi Đình Công, này là nguyên khí quyết thiên về bùng nổ lực lượng. Hơn nữa hắn ta còn biết nguyên khí kỹ lôi quyền. Chu Văn chỉ là người tu luyện khổ thiền, còn không có nguyên khí kết tinh hỗ trợ, đối phó làm sao đây? Chu Văn cũng không ngại đồng ý. Mấy người cùng nhau đến chỗ cái máy trắc nghiệm lực lượng kia. Chu Văn nhường Hướng Đông đấm trước, Hướng Đông đấm một cú mạnh vào đó, sức mạnh là 7. Chu Văn lần này nhân cơ hội cũng xem sự chênh lệch trong trò chơi và ngoài đời như thế nào. Nếu thử nghiệm cái máy kia ngày trước, sức mạnh của Chu Văn cũng chỉ có 7. Chu Văn lên đấm một cú nhẹ mà khiến mọi người hết hồn. Đúng lúc này thầy Dư cũng đi qua, Chu Văn đấm một cú nhẹ mà sức mạnh đã là 10. Thầy Dư cực kỳ bất ngờ vì Chu Văn chỉ ngủ với chơi game sao lại có sức mạnh 10. Phương Nhược Tích quan sát kỹ nên biết được Chu Văn chỉ dùng một ít nguyên khí kỹ. Cách đánh chỉ là thốn quyền, không phải đấm một cú. Nếu Chu Văn đấm một cú thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Hướng Đông bị Chu Văn đánh bại, đồng ý cho Chu Văn vào đội nhưng vẫn không phục, làm một đòn lôi quyền cực mạnh đấm vào cái máy. Lần này sức mạnh là 11, Chu Văn nhìn cái máy cảm thấy cũng không tệ, hỏi Hướng Đông nếu mình đấm hỏng cái máy này thì hắn ta sẽ phải đền. Hướng Đông không biết Chu Văn giở trò gì nên không ngại đồng ý. Chu Văn yên tâm làm một đấm vào cái máy kia. Phương Nhược Tích không ngờ Chu Văn cũng có nguyên khí kỹ. Cú đấm của Chu Văn làm cái máy hỏng bét luôn. Thầy Dư cùng những người chứng kiến thì ối rồi ôi luôn. Thầy Dư nhớ lại lời nói của thầy hiệu trưởng cũ. Chu Văn đúng là một thiên tài khác biệt, muốn đem cái máy kia đánh nổ chỉ sợ sức mạnh của cậu ấy đã đạt đến nguyên khí kỹ bát cửu đoạn. Hướng Đông thấy sức mạnh đỉnh cao của Chu Văn thì không còn làm khó cậu ấy nữa. Phương Nhược Tích cũng vui vẻ khi trong đội hình của mình có One Punch Man. Buổi tối đang chuẩn bị đến trên Quy Đức phủ, Chu Văn trên đường trở về nhà thì nhớ lại lời Phương Nhược Tích nói, cường giả truyền kỳ căn bản khinh thường ra tay với phàm khai. Cô gái an tĩnh thế mà lại chủ động thách thức người phàm thai như Chu Văn, cậu ấy thực sự không biết đã đắc tội gì với nhân vật lớn này. Đúng lúc này thì bố của Chu Văn gọi. Ông ấy thông báo mình đã lấy vợ mới tên là Âu Dương Lam, hôn lễ sẽ được tổ chức ở Lạc Dương một tuần sau.
mà một tuần sau lại là lúc diễn ra khảo thí thực chiến nên Chu Văn không đi được. Mà nhân cuộc gọi này, Chu Văn hỏi về chiếc điện thoại bí ẩn mà mình đã lấy được trong một cái hộp bánh quy cũ. Bố của Chu Văn cũng không ngại tiết lộ nguồn gốc của nó là từ ông nội. Trước kia quy đức cổ thành Trung Kiến cần phải tu sửa. Ông nội Chu Văn năm đó là một thợ mộc cho nên tới quy đức cổ thành làm việc. Có một ngày công trưởng ông ấy làm đào được một cái giếng cổ. Bên dưới họ lấy được một cái hộp thần bí, trong đó có một chiếc điện thoại di động, mà cái điện thoại này chẳng mở được cũng chẳng có nút sạc. Mấy người công nhân đều tưởng đó là trò đùa, không hứng thú nữa. Thế là ông nội Chu Văn đem về nhà. Chu Văn nghe xong thì thấy thú vị. Từ quy cổ Đức Thành đào ra, khảo hạch thực chiến ở trong quy Đức cổ thành cậu ta có cơ hội thì sẽ tìm hiểu. Mấy ngày sau, có một người thần bí đến trường của Chu Văn. Lúc này Chu Văn phải nhận tin buồn khi Hướng Đông và Lý Chí đều vì một lý do nào đó mà rời đội. Chu Văn khó hiểu đến báo tin Phương Nhược Tích. Phương Nhược Tích lúc này cũng không biết phải làm như nào. Chu Văn bảo cô ấy hãy đi tìm những đội viên khác thành lập đội của mình. Chu Văn lần này cũng phải lúng túng vì không biết tìm đồng đội đáng tin cậy ở đâu. Sắp tới thời gian khảo thí rồi, đang đi thì bất ngờ thầy Dư gọi cậu vào phòng. Ông ấy hỏi cậu có biết An Đốc Quân, An Thiên Tá không? Vì nếu Chu Văn không biết người này, tại sao vừa tới Quy Đức phủ thị sát? Là điểm danh phê bình Chu Văn luôn. Chu Văn tò mò về người này thì được thầy Dư cho biết. Liên bang địa cầu có 4 quân khu, An Thiên Tá mới 20 tuổi mà có địa vị rất cao, là quan chức lớn tại quân danh Đông Khu. Tay nắm thực quyền, Chu Văn nghe xong rất bực bội vì mình chả quen tên trẻ châu đó mà hắn lại lấy quyền lực làm mất đi tương lai của mình. Thầy Dư cũng thở dài nhắc cậu hãy đi tìm một đội ngũ để tham gia khảo thí. Thầy Dư đề xuất Chu Văn tìm đến một học sinh tên là Lý Huyền, lập một tổ đội với cậu ta. Chỉ cần Chu Văn toàn lực giúp cậu ta lấy được thành tích tốt thì sẽ khó có ai chơi xỏ được Chu Văn nữa. Chu Văn nói chuyện xong với thầy Dư, ra ngoài, gọi điện cho bố cậu ấy, Chu Lang Phong thì mới biết được An Thiên Tá là anh trai cùng mẹ khác cha với mình. Và cậu còn có thêm một tiểu muội chính là An Tĩnh. Chu Văn nghe xong thì lại càng khó hiểu, tại sao những người này luôn làm khó mình. Cậu ta cũng tự nhủ là sẽ mạnh hơn để không ai có thể làm khó mình được nữa. Về nhà thì Chu Văn vẫn tiếp tục chơi game. Mấy ngày nay cậu ấy đều gặp được biến dị đại lực nghĩ. Nhưng giết nhiều con như thế mà không lấy được bảo nguyên khí kết tinh nào. Vừa nghĩ đen xong thì cậu lại lấy được cộng sinh trứng. Lần này cậu có cơ hội có được cộng sinh sủng vật. Chu Văn đang định nhặt lấy quả trứng đó thì nó vỡ ra nhập vào người cậu ấy. Sau một cơn đau đớn thì Chu Văn tỉnh dậy, nhìn cánh tay của mình thấy có ký hiệu lạ. Vào game thì biết đã cộng sinh thành công, cậu liền triệu hồi nó xem như thế nào. Không ngờ nó lại triệu hồi trong cộng sinh trạng thái, là một cái găng tay quyền cuôn ngầu. Xong cậu thử cộng sinh sủng vật xem hình dáng thực sự nó như nào. Không ngờ ở ngoài nó lại to và trông chiến hơn nhiều trong game. Ngày hôm sau, thầy Dư đưa Chu Văn đến gặp cậu học sinh có tên là Lý Huyền. Thầy Dư giới thiệu Chu Văn cho Lý Huyền xem. Lý Huyền với phong cách một tay 10 em thì ngại gì tiếp nhận Chu Văn vào đội. Chu Văn ở chỗ Lý Huyền chỉ biết chơi game, chả thèm để ý đến mấy thứ xa hoa ở đây. Lý Huyền nhờ một cô gái đến gạ gẫm thử khơi dậy con báo đen trong người Chu Văn thì cũng bất thành. Lúc này trong game, Chu Văn gặp được một con kiến ngân dược phi văn với tốc độ vô cùng nhanh, mà cô em gái kia bên cạnh cứ nghèo nghèo Chu Văn khiến cậu thua luôn. Lý Huyền thấy Chu Văn vượt qua được ải mỹ nhân thì cười thầm thú vị. Ở tập trước, Chu Văn đã nhờ thầy Dư làm quen Lý Huyền, kiếm được một đội ngũ ngon lành cho mình. Lúc này Chu Văn vẫn đang ở nhà Lý Huyền tận lực cày game. Cậu đã chơi cả đêm nhưng vẫn không đánh bại được nhân dược phi nghĩ. Cử đoạn đại lực thần quyền có thể làm nó bị thương nặng nhưng thời gian ra chiêu quá dài. Cậu không biết nếu kết hợp nó cùng tất quyền mà cậu am hiểu không biết có cải tiến gì không. Thế xong rồi cậu đứng lên tập vài đòn tất quyền. Lý Huyền đằng sau quan sát cũng hài lòng với độ chăm chỉ của Chu Văn. Ngày thi đại học cũng đã tới, ai cũng trong tâm lý thảnh thơi, rồi mấy ngày sau cũng bắt đầu cuộc khảo thí. Bọn họ được đưa tới Quy Đức cổ trấn, nơi này bởi vì xuất hiện dị thứ nguyên khe nứt, làm nó biến thành một chỗ dị thứ nguyên lĩnh vực. Bị dị thứ nguyên lĩnh vực ảnh hưởng, làm động vật ở đây đều biến dị. Giờ thì Chu Văn cũng đã sẵn sàng, nhóm học sinh được xuống xe. Vì Lý Huyền cùng hai đội viên còn lại chưa tới nên Chu Văn đi xem xét một chút. Lúc cậu đi tới cổng thành thì bất ngờ chiếc điện thoại rung lên, nó muốn cậu chụp một cái gì đó. Bất ngờ khi giơ lên cổng thành, nó giống như quét một cái ký hiệu gì đó. Chu Văn nghi ngờ đây là đã biến thành phó bản trò chơi, cậu cắn một ít máu vào thử xem. Đúng là nó đã mang Quy Đức cổ trấn vào trong game. Chu Văn điều khiển nhân vật đi vào trong cổ thành thì gặp được một con khô lâu binh sĩ. Còn chưa chuẩn bị tinh thần thì nó đã lao tới tấn công Chu Văn. Đây là lần đầu tiên Chu Văn gặp khô lâu binh sĩ, thực sự nó yếu như con cuốn chiếu. Cậu dễ dàng hạ con khô lâu binh sĩ, nhận được một chiến lợi phẩm là một viên đá kỹ năng. Cậu thử hấp thụ nó thì có ngay một kỹ năng mới. Nó là khô cốt trưởng, mỗi khi dùng thì chỉ tiêu hao một nguyên khí, một kỹ năng nguyên khí cấp thấp. Thấy hứng thú nên cậu triệu hồi ra kiến đại lực biến dị để đi vào bên trong. Vừa đi cậu vừa quật nhẹ mấy con khô lâu, nhưng mà đen cho cậu vì chẳng lấy thêm được viên đá nào. Đang chán thì cậu lại gặp được boss của màn này. Nó cầm cây giáo của mình làm một pha xuyên double táo, khiến cậu thua cuộc. Đang suy tư thì cậu bất ngờ được An Tĩnh đưa cho một cái USB, nói là bố cậu nhờ đưa hộ. Cô ta còn không quên khinh bỉ Chu Văn và nhắc nhở cậu không được nói là người của An gia, gia tộc của cô ta. Chu Văn trong lòng quá khó hiểu, cậu ta có phải là người của An gia đâu mà nói rằng nhận. Đúng lúc này thì Lý Huyền cùng hai người đồng đội còn lại cũng đã đến. Thanh niên buộc khăn tên là Giang Hạo, còn người còn lại cứ gọi là anh tóc vàng.
Lý Huyền bảo Chu Văn chỉ cần đi đằng sau, còn hai người đồng đội này sẽ cân hết. Một người tên là cuộc khảo thí cuối cùng cũng đã bắt đầu. Một cánh cửa nhìn như khe nứt được mở ra. Người thầy quản lý thông báo nội dung lần kiểm tra, tính điểm dựa trên tinh thạch của cô sĩ binh mà các học sinh lấy được. Bảng xếp hạng điểm số cuối cùng là lấy tổng số tinh thạch để mà quyết định. Mọi người đã hiểu luật nên bước vào trong thành cổ. Những con khô lâu binh sĩ bắt đầu trồi lên. Nhóm học sinh và cả hai người đồng đội của Chu Văn đều giải quyết một cách dễ dàng. Chu Văn chẳng có việc gì làm thì lại vào game. Cậu phát hiện rằng trong game và ngoài đời giống y chang nhau, và nếu nó giống như này thì tức là cũng có con quái vật khủng bố kia. Cậu từng nhắc nhở mình không được đi ra khỏi khu vực thi đấu, nếu mà gặp phải con quái vật kia thì chỉ có đường lên bàn thờ. Hai người đồng đội kia vẫn tiếp tục hạ những con khô lâu binh sĩ. Chu Văn trong trò chơi vẫn cố gắng tìm cách đánh bại con boss kia, nhưng điều thua cuộc, con boss này không hề nhanh nhẹn, như lúc nó ra đòn thì nâng cao tốc độ bất ngờ. Chu Văn lo lắng rằng nếu cứ như này mà gặp phải con boss kia thì chỉ có mà trầu trời. Cậu đi lại nhắc nhở Lý Huyền. Anh Tóc Vàng và Giang Hạo vẫn muốn đi tiếp, còn muốn ra khỏi khu vực thi đấu để kiếm thêm điểm. Chu Văn vì lo cho đồng đội của mình nên bịa ra lý do để giữ họ lại. Sau một hồi tranh cãi thì Lý Huyền thấy cũng có lý. Nhưng đang phân vân thì Giang Hạo bất ngờ cầm con dao của mình đâm vào người Lý Huyền. Anh Tóc Vàng bất ngờ cũng bị cho ăn một dao. Lý Huyền may mà có tu luyện nguyên khí, dùng tiên thiên bất bại của mình để hồi phục lại vết đâm vừa nãy. Thì ra Giang Hạo là do anh của Lý Huyền phái tới để giết cậu ta. Và thứ sức mạnh Giang Hạo có được gọi là nguyên khí quyết, nó là tổng kết từ bản thân con người đối với phương pháp tu luyện nào đó. Vì thế nguyên khí quyết khác nhau cũng quyết định giới hạn tu luyện khác nhau. Còn tiên thiên bất bại của Lý Huyền là một trong số nguyên khí quyết có thể khiến giới hạn của tu luyện vượt qua cả người phàm và truyền kỳ, mà trực tiếp lên tới cấp sử thi hiếm có. Chu Văn không ngờ Lý Huyền ăn chơi mà lại có thực lực khá như vậy. Giang Hạo không để Lý Huyền xả hơi, chém một đường tụ khí ngang người Lý Huyền, nhưng may mà cậu ta đã né được. Chu Văn và anh Tóc Vàng nhận ra sức mạnh vừa nãy của Giang Hạo chính là Bạo Lâm Xà, một sinh vật cấp truyền kỳ. Lý Huyền lúc này cũng giải thích, chỉ cần đánh bại sinh vật cấp truyền kỳ rồi đem trứng của sinh vật thứ nguyên chuyển giao cho người khác là được. Giang Hạo nghe lời giải thích của Lý Huyền thì cười như con hổ mang lao tới chém Lý Huyền. Thúy Huyền lúc này cũng không nhường nữa, cả thân thể bắt đầu được phủ một lớp giáp, rồi cậu đá cho Giang Hạo một cú bay ra xa. Bộ giáp của Lý Huyền thì phải gọi là hết nước chấm, nó tỏa ra một thứ sức mạnh không hề tầm thường làm cho Giang Hạo chạy ngay đi. Lý Huyền cũng đuổi theo. Chu Văn đằng sau không kịp ngăn cản hai người đó đi ra khỏi khu vực thi đấu. Anh Tóc Vàng thấy Lý Huyền gặp nguy hiểm cũng chạy theo, nhưng Chu Văn biết ngoài khu vực thi đấu có gì nên không thử mạo hiểm như ba người kia. Bây giờ muốn giúp được Lý Huyền, cậu chỉ còn cách vào trong game, tìm được cách đối phó với tướng quân khô cốt. Chu Văn trong game lại đối đầu với tướng quân khô cốt. Lần này cậu tiến gần lại, đánh nhau trực diện với tướng quân khô cốt, liên tục né những đòn giáo chí mạng từ nó. Cuối cùng cậu cũng đã có cho mình một cách khá hay. Nhưng không may lúc này âm thanh của con tướng quân kia ngoài đời thực cũng đã vang đến tai Chu Văn. Cậu không còn thời gian nữa mà phải đi cứu họ thôi. Nếu mà cậu có gặp con quái vật đó thật thì chỉ còn cách tiến lại chỗ điểm mù của nó, lợi dụng điểm tốt này thì có thể tìm được một cơ hội sống. Lúc Chu Văn đến thì nơi này đã đổ nát, tình hình của Lý Huyền khá là căng, vì ở ngoài con tướng quân khu quốc kia to và dữ dằn hơn nhiều, mà còn chả hiểu sao nó lại không tấn công Giang Hạo. Sự chú ý của Chu Văn chuyển vào bộ giáp mà Giang Hạo đang mặc, có thể nó không tấn công Giang Hạo là vì bộ giáp nó. Lúc này tướng quân khô cốt bắt đầu cưỡi con ngựa của mình lao lên, Lý Huyền phải mang ra tấm khiên để chặn lại đòn tấn công của tướng quân khô cốt. Nhưng một đòn duyên giáo này của nó quả thực quá là mạnh, làm cho tấm khiên kia vỡ tan. Anh Tóc Vàng đang bị thương lại còn bị đánh bật ra. Lý Huyền đang trong tình thế gây go với tướng quân khô cốt, Giang Hạo còn nhân lúc này tấn công cậu ta. Tình thế bây giờ là một địch hai, tấm giáp của Lý Huyền cũng đã bắt đầu nứt. Chu Văn phải nghĩ ra cách để cứu cậu ấy. Chu Văn hỏi rằng nếu mình giúp Lý Huyền giữ chân con quái vật đó thì cậu ta mất bao lâu mới có thể giải quyết được Giang Hạo. Lý Huyền không ngại mà chốt luôn là 2 phút. Thế là Chu Văn bắt đầu ra trận, cậu ta cho Lý Huyền 2 phút để giải quyết Giang Hạo. Chu Văn bắt đầu tấn công, cậu uyển chuyển đi vào những điểm mù của tướng quân khu cốt, làm cho nó khó có thể đánh trúng cậu. Nhưng lần này chiến đấu trong thực tế đối với Chu Văn cũng khá là nguy hiểm. Chu Văn luồn lách, dồn lực đấm một cú vào xương con ngựa nhưng chẳng có tác dụng gì. Chu Văn vẫn kiên trì tìm điểm yếu của con quái vật này. Ở phía bên kia, Giang Hạo không ngờ Chu Văn cũng có thực lực không hề bình thường. Lý Huyền nhân lúc Giang Hạo mất cảnh giác đấm cho hắn ta một cú. Lý Huyền liên tục lao đến đàn áp Giang Hạo. Cậu ta đấm một cú làm gần vỡ luôn cái giáp kia của Giang Hạo. Giang Hạo trong tình thế nguy cấp giải phóng cơ thể chính của Bạo Lâm Xà chặn lại Lý Huyền. Lý Huyền không mất mấy giây để giải quyết con lân xà kia, nhưng thật không ngờ trong mấy giây đó Giang Hạo lại chuyển hướng đánh Chu Văn. Cùng lúc đó tướng quân khô cốt cũng quẹt một đòn giáo. Hai đòn đánh tới cùng lúc, nhưng Chu Văn vẫn dẻo dai né đi, còn nhìn ra sơ hở của Giang Hạo, dùng găng tay sủng vật đồng hành đấm một cú cực mạnh vào bộ giáp truyền kỳ của hắn ta. Bộ giáp kia biến mất làm tướng quân khô cốt xiên cho hắn một phát, củ xiên này tiễn luôn Giang Hạo về trời. Sủng vật đồng hành của hắn cũng hiện thân, nhưng bị Lý Huyền dẫn một phát tèo luôn. Giờ Chu Văn và Lý Huyền chỉ còn cần giải quyết tướng quân khô cốt. Tướng quân khô cốt lần này mang sức mạnh thật của mình ra, với tốc độ kinh hoàng làm Chu Văn không né kịp. May mà có Lý Huyền đỡ hộ, nhưng huyền giáp sĩ của Lý Huyền cũng sắp đến cực hạn. Thúy Huyền chỉ đạo Chu Văn tìm cơ hội ra đòn kết liễu đó, còn mình sẽ giữ chân con quái vật này.
Lý Huyền Nhân lúc tướng quân khô có tung đòn thì giữ lại thánh giá của nó, để cho Chu Văn liên tục đấm để tìm điểm yếu của con quái vật này. Nhưng thực sự quá khó, đánh nhiều như vậy mà nó không có một tí sức nào. Lúc này Lý Huyền mới để ý thấy trên mắt của tướng quân khô cốt có một vết nứt, cậu nâng Chu Văn lên, rồi dùng sức lực cuối cùng chạy lại khóa chặt tướng quân khô cốt. Cùng lúc đó Chu Văn trên cao dùng cú đấm của Oan Bun Man đấm một cú chí mạng cực kỳ mạnh màu mặt của tướng quân khô cốt. Cú đấm này làm người nó nổ tung, cuối cùng thì Chu Văn cũng đã thành công kết liễu nó. Phần thưởng của bọn họ kia hạ con boss này là một quả trứng truyền kỳ. Lý Huyền không cần nó, đem làm quà tặng cho Chu Văn. Nhưng cậu được Lý Huyền nhắc nhở không được tùy tiện luyện hóa trứng đồng hành tướng quân khô cốt. Và Lý Huyền còn tò mò về cách mà Chu Văn lấy được trứng đồng hành cấp người phàm kia. Nhưng Chu Văn nào muốn cho Lý Huyền biết rằng mình chơi game tăng sức mạnh và quả trứng kia cũng lấy từ đó chứ. Anh tóc vàng, tên là Miên Đồ, cùng Chu Văn và Lý Huyền bước ra ngoài. Hai người báo lại mọi chuyện rồi cũng chào nhau để về nhà của mình. Chu Văn trên đường về thì gặp phải một lão già bị bất tỉnh. Lúc đỡ ông dậy thì ông ấy có giải thích đây là bệnh cũ, thỉnh thoảng ngất vài lần tha thu mà. Chu Văn thấy vậy đang định về thì ông lão hỏi những câu kỳ lạ, hỏi cậu thích một người phụ nữ như thế nào. Chu Văn vì muốn nhanh về nhà cày game nên trả lời nhanh chóng. Ông lão nghe thấy câu trả lời này thì như đúng ý, nhắc nhở cậu cần tăng cường khí huyết để mà còn tán gái. Xong ông ta còn đưa cho cậu một thứ nguyên khí quyết nào đó. Ông ta quảng cáo về thứ nguyên khí quyết này tuy không mạnh nhưng cũng đủ để nấu cháo người tu luyện khổ thiền. Chu Văn rất bất ngờ vì ông lão này còn biết mình tu luyện khổ thiền. Cậu ta không biết thứ nguyên khí kỹ thiên ma chân giải này là gì, còn không biết nó là thật hay giả hay không nên đã không nhận mà bỏ đi. Người đàn ông kia sau một hồi suy nghĩ thì tự nhiên nói cậu đứng lại. Lời nói này như có ma thuật làm cho cậu không thể nào bước tiếp, cơ thể bị kéo lại đứng đối diện với ông lão. Lúc này ông lão mới giới thiệu mình tên là Tỉnh Đạo Tiên, tung hoành mười mấy năm cho tới bây giờ vẫn chưa có ai có thể sống sót mà nói từ không với ông ta. Chu Văn nghe đến cái tên Tỉnh Đạo Tiên thì hú hồn chim én, đây là người máu lạnh đáng sợ nhất kể từ khi lịch sử loài người ra đời tới nay. Trong thời kỳ bão táp, thứ nguyên hỗn loạn nhất được ghi chép ở trong sách sử, ác ma giết chết 27 mạng người và tắm máu cả liên bang. Giờ thì ông lão hỏi lại một lần nữa Chu Văn có lấy cái nguyên khí quyết này không. Thấy Chu Văn bị miễn cưỡng trả lời nên ông không làm khó nữa, nhưng lại đưa cho cậu một cái nguyên khí quyết khác, đưa thẳng vào tay cậu rồi rời đi. Chu Văn rất khó hiểu nhưng cũng muốn nhanh chóng về nhà còn chơi game. Về nhà thì cậu tắm rửa kỹ càng, chẳng biết ngày hôm nay bao nhiêu chuyện mà giờ mới chuẩn bị được chơi game. Cậu còn lo lắng về cái nguyên khí quyết mà Tỉnh Đạo Tiên đưa cho mình, không biết là phúc hay họa nữa. Lúc mà Chu Văn ngủ thì cậu bất ngờ rơi vào một cơn mê, cảnh tượng trong đó kinh hoàng đến khó tả làm cho Chu Văn bật dậy. Nhìn về phía nguyên khí quyết mà Tỉnh Đạo Tiên đưa, trên đó hiện lên chữ Mê Tiên Kinh. Nhìn cái hộp một hồi lâu nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì nên cậu ngủ tiếp. Một ngày mới lại đến, Chu Văn lại tiếp tục vào game, cậu quay lại với cái phó bản của Hoàng Thành. Không ngờ là tướng quân khô cốt vẫn còn ở đây, xem ra là trong trò chơi với ở trong hiện thực không có ảnh hưởng tới nhau. Như thế thì để bây giờ Chu Văn thử một mình hạ con boss này trong game, nhưng vẫn bất thành. Cậu nghỉ một lúc, rồi đi mua thức ăn dự trữ cho những ngày sau. Và những ngày sau đó Chu Văn vẫn tiếp tục tìm cách tiêu diệt khô cốt tướng quân, nước chảy thì đá cũng phải mòn. Cuối cùng cậu cũng đã hạ được con boss kia, lấy được kết tinh thứ nguyên tốc độ và hấp thụ nó, nhưng không ngờ là tốc độ của cậu lại không tăng. Có lẽ ở cấp người phàm thì cậu đã chạm đến mức giới hạn rồi, bây giờ cậu cần một cái nguyên khí quyết cấp cao hơn. Đúng lúc này thì cậu nhớ tới cái USB mà An Tịnh đưa cho mình, cắm vào xem có phải là có nguyên khí quyết mới hay không. Màn hình máy tính mở lên thì cậu thấy một món đồ vô cùng ngon là xạ nhật quyết. Không ngờ là bố lại đưa cho mình một cái món đồ đỉnh cao như này, vì sợ nhật huyết là nguyên khí quyết có giới hạn có thể đạt được trên cả cấp sử thi, chủ yếu là tu luyện tấn công. Không khó để tu luyện, và nó là nguyên khí quyết gia truyền của một vị cường giả liên bang. Chu Văn không biết bố mình lấy bằng cách nào nên gọi điện hỏi ông ấy. Chu Lăng Phong vừa mở điện thoại nghe cuộc gọi của con mình thì thấy Chu Văn hỏi, liền phủ nhận, nói rằng đó có thể là quà mà An Tịnh tặng cho cậu ta. Chu Lăng Phong còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chu Văn tắt máy. Chu Văn nằm trên giường rất nghi ngờ về mục đích mà An Tịnh đưa nguyên khí quyết kiếm như này cho mình, nên cậu ta quyết định chưa biết sự thật thì sẽ không dùng nó. Chu Văn mệt tạm chợp mắt, cơn ác mộng nó lại quay lại, những bàn tay ma quỷ như bám lấy cậu ta, làm Chu Văn cực kỳ khó chịu. Lần này không nghi ngờ gì nữa mà chính là do món đồ mà Tỉnh Đạo Tiên cho cậu ta. Thế là Chu Văn mở cái hộp đó ra, bên trong là đống chữ thần bí gì đó. Cậu ta nghĩ quan hệ từ trường giữ nguyên khí với cơ thể người thì ra là như vậy, nó còn có thể là phần mở đầu của nguyên khí quyết nào đó nữa. Nhưng nghĩ đến đây thì bụng cậu đã đói rồi, làm một chút gì đó đã. Chu Văn ăn xong thì trong đầu lại chẳng nhớ lúc nãy mình đọc cái kia tới đâu rồi. Lúc đọc lại thì như mỗi chữ đã bị thay đổi, cậu đành phải đọc lại từ đầu. Đang đọc thì cậu nhớ ra mình chưa tắt điện bếp. Lúc giải quyết việc đó xong cậu quay lại đọc thì những chữ lại thay đổi, làm cho Chu Văn điên lên tập trung toàn bộ tinh thần đọc nó. Nhưng mà tập trung toàn bộ tinh thần thì vẫn không nhớ nổi, đành phải ghi chép lại. Lúc cậu nhấc cái bút lên thì cũng quên luôn, thế là lại phải chụp lại, mà lúc chụp lại thì cũng không nhìn được chữ, rất chi là loang ngoằng. Điều đó làm cho Chu Văn phải suy nghĩ kỹ, Mê Tiên Kinh này quả nhiên kỳ lạ. Đang rối bời thì bất ngờ Lý Huyền gọi, hỏi cậu đã quyết định vào trường đại học nào chưa, rồi Lý Huyền rủ ta vào chung trường đại học với mình. Đó là trường Tịch Dương,
Học viện Tịch Dương có phát hiện thú cưng đồng hành lĩnh vực thứ nguyên mới, nên đối với Chu Văn đó là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng mà Học viện Tịch Dương nằm ở Lạc Dương, mà Lạc Dương lại là địa bàn của An Gia, nếu cậu đến đó có khi ngày bị đánh mấy lần. Nghĩ nhiều làm gì, vào game chơi Free Fire sống dai thành huyền thoại, Chu Văn vẫn đang gặp khó với con quái vật kiến bay cánh bạc. Tốc độ thì siêu nhanh còn có năng lực bay lượn, vì để đánh bại nó mà mắt cậu đen như bôi nhọ nồi rồi, đang chán đời thì Lý Huyền lại tới thăm. Cậu ta đến đây để hỏi ý định của Chu Văn về việc vào trường Tịch Dương và còn đưa cho Chu Văn văn kiện nội bộ của Học viện Tịch Dương. Trong đó nổi bật là việc mới phát hiện có sự xuất hiện của sinh vật thứ nguyên thuộc thể loại nội tạng trong lĩnh vực, một thể loại thú cưng đồng hành vô cùng hiếm. Có thể hiểu như nếu trái tim của Chu Văn bị đục lỗ thì có thể lập tức thay trái tim mới vào, phải nói là mua được chục cái giáp hộ mệnh. Chu Văn biết được thông tin này thì cũng hiểu, không có tinh thần gì để bất ngờ, Lý Huyền nhờ đó có thêm lý do để rủ Chu Văn vào trường Tịch Dương với mình. Vì nếu vào trường Tịch Dương có cái con thú cưng đồng hành kia thì quả thực là ối rồi ôi. Suy nghĩ một hồi thì Chu Văn cũng đồng ý. Nhưng cái cậu không ngờ là An Gia cũng học ở đó. Chu Văn có hơi hoảng nhưng cũng không sợ, cùng Lý Hiền thu dọn đồ đạc đến Lạc Dương. Lúc này ở một cơ quan bí mật nào đó được hiểu là cảnh sát liên bang, họ vẫn đang truy tìm tung tích của Tỉnh Đạo Tiên. Mà lúc check camera thì thấy Chu Văn có tiếp xúc qua với Tỉnh Đạo Tiên nên họ bắt đầu nhắm đến cậu ta. Lúc này thì Lý Huyền và Chu Văn vẫn đang trên đường tới Lạc Dương. Vì để vòng qua những lĩnh vực thứ nguyên nên đoạn đường dài hơn gấp đôi, nhưng vấn đề của Chu Văn bây giờ là không phá đảo được màn kiến cánh bạc kia. Nếu cậu chơi tiếp thì chỉ có mảng phí máu, mà giờ không chơi game thì biết làm gì. Đang chán thì mê tinh kinh mà Tỉnh Đạo Tiên cho cậu lại phát sáng. Vì Lý Hiền và tài xế không để ý nên cậu lôi nó ra đọc, xong bất ngờ nó tan ra biến thành một nguồn linh lực chui vào người Chu Văn. Cuối cùng thì cậu cũng đã đọc được hết mê tinh kinh. Giờ thì nguyên khí quyết trong người cậu đã thay đổi nên không thể nào sử dụng khổ thuyền. Cậu vào game xem lại chỉ số của mình để xem mê tinh kinh rốt cuộc là thứ gì. Không ngờ nó lại phá vỡ giới hạn thuộc tính 9 điểm của thể sinh mệnh người phàm. Điều đó có nghĩa là Chu Văn đã mạnh lên và vượt qua giới hạn của cấp người phàm. Sau một hồi thì bọn họ cũng đã đến ngôi nhà. À không phải nói là mê cung của Lý Huyền ở Lạc Dương, Chu Văn cũng phải toát mồ hôi hột với quả mê cung này. Nhưng căn nhà to như vậy Lý Huyền lại không có người hầu. Vừa mới ở nhà được mấy phút thì Lý Huyền lại phải có việc ra ngoài. Chu Văn ở một mình thì lại nghĩ cách để đánh bại ải kiến cánh bạc. Cậu thử đấm vài đòn đại lực thần quyền trầm bổng. Nhưng lúc ở trong game từng thử rồi vẫn bị kiến bay cánh bạc dễ dàng né được. Xem ra muốn xử lý kiến bay cánh bạc thì chỉ có thể. Đột nhiên Chu Văn nhớ về chiêu khô cốt trưởng. Cậu không biết nó có tác dụng gì không nên thử test một đòn. Tốc độ xuất chiêu của khô cốt trưởng rất nhanh, không ngờ lại hợp với thốn quyền. Thế là Chu Văn luyện tập kết hợp nó với thốn quyền, nhưng không ngờ sau một lúc thì nguyên khí của cậu đã tiêu hao rất nhiều. Đành phải vào trong trò chơi để test thử. Vừa mới vào game mà cậu lại bị xuất hiện trên lưng của một con kiến đại lực biến dị hoang dại. Không may cho cậu là lúc nãy đã sử dụng hết nguyên khí, làm cho Chu Văn không tung ra được đòn tấn công, khó khăn chiến đấu. Nhưng may là đã có mê tinh kinh hồi lại cho cậu nguyên khí, thế là Chu Văn cho con kiến kia ăn thốn cảnh khô cốt trưởng. Một đòn này làm nó nổ tung luôn, và không ngờ kỹ năng khô cốt trưởng của cậu lại tiến hóa lên cấp 10, đổi tên thành khôi tần trưởng. Cũng là tiêu hao 5 nguyên khí giống như đại lực thần quyền, vì lượng máu của kiến quá thấp nên cậu sẽ vào cổ hoàng thành để kiểm tra kỹ năng. Giờ thì Chu Văn đã thích ứng với chiêu thức tấn công của tướng quân khô cốt, nhẹ nhàng né những đòn xiên táo của nó. Cậu đã quen với lối tấn công của con boss này nên dễ dàng tìm được cơ hội để kết liễu nó. Một chiêu khôi tần trưởng đã làm đầu của tướng quân khô cốt bay màu. Chơi game chán thì ngủ, vừa đặt người được một tí lại có một người chị gái nào đó xinh đẹp tên là Vị Ương đến tìm Lý Huyền. Nhưng mà Lý Huyền ra ngoài nên chị ta lại bỏ đi. Chẳng hiểu sao khi Vị Ương đang định đi thì lại quay lại kéo tay Chu Văn đi cùng. Chu Văn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mình còn chưa mặc quần. Chị gái kia bảo có chuyện muốn giúp nhưng Lý Huyền không ở đây thì nhờ cậu. Thế là Chu Văn phải đi mặc quần vào đã. Hai người đến đấu trường thú cưng của Học viện Kịch Dương, đi trên con chiến mã làm hai người trông bá cháy. Hai người họ đi vào đấu trường thú cưng, vì đây là chuyện của Vị Ương nên Chu Văn chỉ đứng một bên để nhìn. Một người tên là Cao Dương và người con gái đứng bên cạnh tên là Tommy đã đứng ở đây đợi Vị Ương tới. Họ đây là muốn giải quyết chuyện lúc trước. Có lẽ bọn họ đã đi làm cùng nhau, nhưng người con gái tên là Tommy kia lại độc chiếm chứng đồng hành làm của riêng và cô ta còn bám chân tên Cao Dương bên cạnh để bảo vệ mình. Cao Dương oai tơ biết đây là họ muốn dùng nắm đấm để giải quyết chuyện chứng đồng hành thuộc về ai nên đã không thèm ra mặt nhờ một người cùng cấp với Vị Ương. Người này vừa bước ra thì Vị Ương biết đây là Cổ Điển, một người có sức mạnh mà chỉ nhìn bên ngoài thôi đã đem theo cảm giác sợ run người rồi. Hai người nhanh chóng vào việc. Vị Ương bật lên chế độ siêu Saiyan trước. Chu Văn thấy tò mò nên hỏi mấy người đứng cạnh xem người tên là Cổ Điển kia là ai. Một cô gái bên cạnh sợ hãi nói, anh ta chính là ác ma. Ngày đầu tiên đi học thì đã đánh một anh 5-4 chuyển từ đi trên bộ thành nằm trên giường. Chu Văn thấy có hơi lo cho Vị Ương rồi đấy. Trận chiến bây giờ cũng bắt đầu. Vị Ương là người lao lên trước với cú chiêu bổ củi bằng chân. Nhưng cú bổ này đúng là chỉ như đấm lưng cho Cổ Điển. Vì thế lực phòng ngự quá mạnh nên Vị Ương phải lùi lại, rồi liên tục xoa bóp mọi ngóc ngách cho Cổ Điển nhưng cậu ta vẫn đứng yên. Sau đó bất ngờ bắt lấy chân của Vị Ương quật mạnh cô ta xuống đất. Cú cột này làm Vị Ương lú luôn. Rồi Cổ Điển đi lại đá cho Vị Ương một cái bay ra xa.
hai người đồng đội tranh chứng đồng hành cùng vị ương muốn kết thúc trận chiến này lại không cần chứng đồng hành nữa. Tommy trong vòng tay bảo vệ của Cao Dương thì sĩ mõm, cả khịa nhiệt tình. Vị ương trong tình trạng thương nặng lại còn bị Cổ Điển đập mạnh người xuống đất một lần nữa, nhưng vị ương vẫn tiếp tục đứng dậy. Điều này làm Cổ Điển định đấm cho hỏng hàng tiền đạo của vị ương luôn. May mà lúc này Chu Văn cũng đã kịp ứng cứu, cản lại cú đấm kia. Cao Dương cùng Tommy thấy đàn em mới chuẩn bị nhập học vào học viện kịch Dương thì cười. Vị ương vì lo cho Chu Văn mới là đàn em thì làm sao ăn nổi. Nhưng Chu Văn không quan tâm, cực kỳ đào hoa và đàn ông bế vị ương ra ngoài. Trận chiến lúc này là của Chu Văn và Cổ Điển. Chu Văn muốn giải quyết nhanh trận đấu nên đưa ra một đề nghị. Cổ Điển sẽ nhường Chu Văn đánh một đòn, nếu khoảng cách lùi lại của Cổ Điển nhỏ hơn 3 bước. Vậy thì Chu Văn trực tiếp nhận thua. Cổ Điển tự tin vào thực lực của mình, bắt đầu vận nội công để cho Chu Văn đấm. Chu Văn cũng không ngại. Cao Dương ở ngoài tự tin rằng Chu Văn nếu mà đấm vào người Cổ Điển là sẽ mất tay ngay. Vì nguyên khí kỹ của Cổ Điển là nhìn giáp được luyện hóa từ kết tinh nhím gai, vừa có tính phòng thủ vừa có tính phản đòn. Lúc này thì Chu Văn cũng lao lên tung ra cú đấm của mình. Cú đấm với uy lực mạnh xoáy sâu vào bụng của Cổ Điển làm cho anh ta bắn ra xa. Tuy là không đánh bay được Cổ Điển nhưng cũng đã khiến anh ta phải lùi lại đến tận mười mấy bước. Chu Văn đã thắng Cao Dương như ước hẹn lúc trước, đem trả lại quả trứng đồng hành cho vị ương. Tommy đằng sau lắm lời còn bị Cao Dương bóp cho phát. Cao Dương và Cổ Điển bước đi trong lặng lẽ. Vị ương và những người chị rất là ngưỡng mộ Chu Văn. Trong lòng vị ương cũng đã có cảm tình với cậu ta. Không ngờ một người bạn của Lý Huyền lại mạnh và nghĩa hiệp đến vậy. Chu Văn giúp xong vị ương thì lại về nhà. Vừa định giở điện thoại ra chơi game thì Lý Huyền xuất hiện. Dù cậu ta đi xem cái con sinh vật thứ nguyên mang hình dạng nội tạng mà lúc trước cậu ta nói. Chu Văn không ngờ Lý Huyền chưa cần nhập học mà vẫn vào xem được mấy cái công trình nghiên cứu như thế nên cố giả vờ là bất ngờ. Lý Huyền hẹn sáng mai sẽ xuất phát. Chu Văn đang trong trò chơi thấy được ký hiệu của thú cương nên tiện hỏi Lý Huyền để luyện hóa tiếng đồng hành cấp truyền kỳ có cần điều kiện gì không. Lý Huyền nghe có hơi bất ngờ nên vội khuyên Chu Văn không được vội vã, muốn luyện hóa sinh vật truyền kỳ ít nhất cũng cần trị số nguyên khí cao. Nếu luyện hóa mà không đủ số nguyên khí thì cơ thể sẽ như quả bom nổ. Chu Văn nhận ra sự ngoại lệ nên tò mò hỏi, và sự ngoại lệ đó chính là Lý Huyền. Nhờ có sinh mệnh thịnh vượng của tiên thiên bất bại nên cậu ta có thể bổ sung sự thiếu sót luyện hóa sinh vật truyền kỳ, nhưng mà cũng có giới hạn nên Lý Huyền mới khuyên Chu Văn. Buổi sáng hôm sau cũng đã đến, hai người cưỡi trên một con ngọc tinh bạch hổ cấp truyền kỳ siêu to của Lý Huyền. Chu Văn ngồi trên lưng con hổ mà lắc lư muốn rụng rã người. May mà nó cũng tới không thì có khi đến nơi bộ phận trên người cậu lẫn lộn. Lý Huyền nhờ có được một tấm thẻ gì đó nên được vào trong phòng nghiên cứu. Vừa đi vừa nói, 13 triều đại của Lạc Dương đều là thành cổ xếp chồng chất. Do ảnh hưởng của bão táp thứ nguyên nên cả khu vực ở sâu dưới lòng đất khó được biết tới, được gọi là Phật thành dưới lòng đất. Hai người vào trong thì có hơi choáng váng, không ngờ lĩnh vực thứ nguyên này còn có học sinh bài bán hàng. Lý Huyền trước khi vào đây cũng đã chuẩn bị bản đồ. Hai người tiến sâu vào một nơi được gọi là ao sen dưới lòng đất. Chu Văn vừa bước tới thì đã thấy ký hiệu phó bản của trò chơi, thế là cậu mang chiếc điện thoại ra lại tìm được một ải mới để phá đảo. Hai người tiến thẳng vào ao sen. Những bông sen ở đây được gọi là Phật Tâm Liên, có thể bắt chước sinh vật thứ nguyên nội tạng. Mà lấy được những bông hoa sen này là không hề dễ dàng, vì nước của ao sen có thể làm nát xương thịt, ngoại trừ những người có sinh vật đồng hành là bộ cánh mới có thể lấy được nó. Đúng lúc đó thì có một người với đôi cánh cực ngầu đang chiến đấu với cánh sen Phật Tâm Liên. Tốc độ và sức chém của người này cực kỳ cao, cắt liên tục vào một bông và tâm liền. Lý Huyền cũng giới thiệu người đang bay kia là Lạc Hiên, người trong gia tộc Lạc gia vốn nổi tiếng với việc dùng kiếm. Lý Huyền nhìn đôi cánh của Lạc Hiên, trong lòng muốn có một con thú cưng đồng hành biết bay vô cùng. Chu Văn muốn rủ Lý Huyền đi xung quanh để xem xét thì Lý Huyền từ chối, vì khu vực này quá tà môn, đã bị người của quân đội liệt vào những khu vực nguy hiểm chưa biết tới. Xong rồi Lý Huyền giơ lên chiếc điện thoại chỉ vào khu vực đó, nơi này đã có không ít người chết, mà chả ai biết được lý do họ chết. Vì cứ đi vào đó là hẹo, nên bây giờ họ không đi lung tung để an toàn. Hai người đang đứng yên thì bất ngờ có rung lắc mạnh. Ở giữa ao sen mọc lên một nụ sen to đùng với mỗi cánh hoa là một khuôn mặt quái dị. Nó xoáy rồi hất lên những giọt nước từ ao sen. Những giọt nước màu xanh làm thủng đôi cánh của Lạc Hiên. Thú cưng đồng hành của cậu ta cũng không chống cự nổi, bị thứ quái dị kia phóng một tia gì đó làm nó biến thành một bộ xương. Lạc Hiên không còn thú đồng hành thì rơi xuống. May mà cậu ta đứng lên kịp những lá sen, nhưng để về bờ thì những lá sen kia là không đủ. May mà lúc này Chu Văn cũng bắt đầu nghĩ cách. Cậu thử mang găng tay thú cưng đồng hành của mình ra nhúng thử vào nước ao sen xem có hại gì không. May mà nó không làm sao nên cậu triệu hồi ra thú cưng đồng hành của mình. Tiếp viện cho Lạc Yên ngay lúc cậu ta chuẩn bị dính tia quang lực của búp sen quái dị kia, giúp cho Lạc Yên ở trên lưng kiến khô cốt một cách an toàn. Kiến khô cốt theo lời của Chu Văn quay lại vào bờ, nhưng Phật Tâm Liên cùng búp sen quỷ dị kia liên tục bắn về phía nó. Nhưng kiến khô cốt vẫn quay về kịp. Lạc Hiên được cứu thì cảm tạ Chu Văn tấm tắc. Chu Văn cũng không đòi hỏi gì, rời khỏi chỗ này để trở lại với thế giới game của mình. Cậu ta có phó bản mới nên lập tức vào thử ngay, dễ dàng cùng kiến khô cốt tiêu diệt những bông Phật Tâm Linh kia.
lấy được đá kỹ năng, hấp thụ nó thì cậu luyện được kỹ năng mới là tâm thiền, một kỹ năng thuộc loại cường hóa. Cậu thử dùng nó thì chỉ thấy ấm người chứ chả còn tác dụng gì, đang hơi thất vọng thì bất ngờ trong game xuất hiện boss của màn này. Nói cũng giống như ngoài hiện thực, một búp sen quỷ dị trồi lên, trong game nó được gọi là huyết văn Phật Tâm Liên. Thế là Chu Văn cùng Kiến Khô Cốt không ngại diệt con boss này. Huyết văn Phật Tâm Liên liên tục phóng những tia quang hắc ám về phía Kiến Khô Cốt. Nhưng đối với Kiến Khô Cốt cái này chỉ là gãi ngứa, thấy mình không ăn lại nên huyết văn định trốn. Chu Văn chỉ đạo nó ngăn lại trước khi nó trốn được. Nhưng ai ngờ đây chỉ là lừa, huyết văn thuật Tâm Liên mở miệng của nó ra, nhẹ nhàng nuốt chửng lấy Kiến Khô Cốt. Chu Văn vì không còn Kiến Khô Cốt nên không dám đi vào ao sen, đành chuyển hướng tới khu vực cấm mà lúc trước Lý Huyền nói. Nhân vật của Chu Văn nhanh chóng đến trước một nơi có tên là Tiểu Phật Tự. Nhân vật của cậu vừa bước thêm nửa bước chân thì tự nhiên chết luôn. Chu Văn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên vào lại game, lần này cậu cũng mới bước vào một tí thì đã chết luôn. Trong khoảnh khắc nhân vật trong game chết thì trong cơ thể của Chu Văn cũng giống như bị bóp méo, chẳng trách quân đội lại bó tay, thôi thì đi ngủ cho đỡ phải nghĩ nhiều. Buổi sáng thức dậy, Lý Huyền đem tới cho Chu Văn một thông tin vô cùng thú vị. Phật Tâm Liên mới truyền ra thì đã có đàn anh nóng vội dẫn theo kim nhãn điêu cấp truyền kỳ muốn chém giết đóa hoa và Tâm Liên ở đó, nhưng kết quả là bị thiêu rụi lông. Thông tin này mà được rộ lên thì chắc chắn sẽ có học sinh các cấp đi giết quái vật ở ao sen đó rồi, mà quân đội cũng không thể nhúng tay vào để xử lý con huyết văn Phật Tâm Liên đó. Liên bang sớm đã có quy định, trong phạm vi cấp bậc nguy hiểm, ngoại trừ tình huống đặc biệt thì tất cả đều không thể nhúng tay vào. Đây có thể nói là cơ hội và tài nguyên cho thế hệ của Chu Văn và Lý Huyền. Đúng lúc này thì điện thoại của Chu Văn reo lên, là bố cậu ấy gọi. Ông ấy nói rằng người mẹ mới của Chu Văn, Tiểu Lam muốn gặp cậu ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Chu Văn vì muốn được yên để chơi game nên liền từ chối, nhưng đen cho cậu là chưa kịp từ chối thì đã có người đến đón, mà bố cậu nói người đến đón lại là Tiểu An Tịnh. Chu Văn nghe đến cái tên An Tịnh thì có dự cảm không lành, vừa ra ngoài cửa thì đã thấy An Tịnh đứng chờ. Lý Huyền cũng không ngờ người tái hôn với Âu Dương Lam lúc trước thực sự là ba của Chu Văn, thể nói An Gia và Chu Văn có chu quan hệ, Thu Vân nghe thấy thì liền phủ nhận. An Tịnh cũng chẳng thèm quan tâm kêu cậu ta mau ra xe. An Tịnh vừa đi vừa hỏi Chu Văn về chuyện luyện xạ nhật quyết. Chu Văn cầm cái USB kia lên, vì cậu nghi ngờ nó nên không thèm luyện. An Tịnh nghe thấy câu này thì giận cá chém thớt tức tưởi đi về phía xe. Chu Văn cũng chẳng hiểu cái bíp thì đang xảy ra, cậu cầm cái USB lên. Bây giờ cậu đã tập mê kinh thiên thì nguyên khí quyết khác cũng không thể dùng được, nên sở nhật huyết mà An Tịnh đưa coi như bỏ. Hai người cùng nhau lên xe, cùng lúc đó thì có một người bí mật quan sát ở xa, đó là người của cảnh sát liên bang. Họ đã điều tra rõ về Chu Văn. Xem qua những thông tin của Chu Văn thì vị lãnh đạo nghĩ rằng Chu Văn không có quan hệ gì với tỉnh Đạo Thiên. Cô gái tóc đỏ cấp dưới liền cho ra một thông tin nữa rất thú vị. Bố của Chu Văn Chu Lăng Phong đã tái hôn với góa phụ An Gia, Âu Dương Lam. Vị cấp trên kia khi nghe thông tin này thì có hơi bất ngờ, nhưng cô gái tóc đỏ đều phủ nhận nhưng nghi ngờ của ông ấy. Cho rằng Âu Dương Lam thích Chu Lăng Phong vì ông ta to trẻ khỏe, bị cấp trên kia chỉ cười, bây giờ mới giới thiệu Âu Dương Lam là một người như thế nào và chắc chắn người phụ nữ đó sẽ không chọn một người đàn ông bất tài. Vì thông tin còn bế tắc nên hai người chỉ dừng ở đây, tìm cơ hội nào đó để dẫn Chu Văn đến đây mà không kinh động đến An Gia. Lúc này thì Chu Văn và An Tịnh cũng đã đến khu biệt thự của An Gia, vừa mới bước vào thì cậu đã gặp bố mình đứng cạnh Âu Dương Lam đang chào đón. Âu Dương Lam tiếp đãi Chu Văn bằng một bữa cơm cực kỳ thịnh soạn, Chu Văn thử vài món ăn mà mẹ kế mình nấu thì ngon chà bá lửa luôn, không ngờ mẹ của An Tịnh là một người như vậy. Lúc Chu Văn về thì Âu Dương Lam có tận tình tiễn, còn đưa cho cậu một món quà nhỏ, làm một cái thẻ ra vào của phòng ngủ riêng tại Học viện Tịch Dương. Âu Dương Lam biết Chu Văn thịnh ở một mình nên tặng một món quà phải nói là chí mạng mà Chu Văn thích. Chu Văn cảm ơn Âu Dương Am và nhận lấy nó. Chu Văn về nhà, lúc này Lý Huyền lại ra ngoài, bây giờ thì cậu lại có thể vào game để chơi. Phó bản lần này mà cậu chọn là động nguyệt của kiến, cậu tiêu diệt lũ kiến và không ngờ lại lấy được thêm một quả trứng đồng hành. Thuộc tính lần này cũng tăng không ít so với kiến đại lực biến dị lúc trước của cậu ta. Đang không chú ý thì bất ngờ một con kiến bay sẽ qua đầu cậu. May mà Chu Văn kịp nhé. Con kiến với tốc độ cực nhanh đàn áp Chu Văn, rồi đột nhiên nó biến mất trong khoảng không. Chu Văn gọi ra giáp đồng hành, dùng đôi tai để xem con kiến bay kia xuất hiện ở đâu tấn công mình. Và đúng lúc nó xuất hiện, cậu đã phán đoán đúng vị trí của nó rồi đấm cho con kiến bay một cái làm nó lăn quay mấy vòng. Chưa hết, Chu Văn lại còn lao tới dùng khôi tần trưởng đánh cho nó lụi luôn. Nhưng không ngờ con kiến bay này vẫn có thể động đậy. Chu Văn lao lên đấm cho nó một phát nữa thì lúc này nó hẹo luôn. Đây là lần đầu cậu hạ được một con kiến bay, mà không ngờ lần đầu thì đã có trứng đồng hành luôn. Lần này thì hệ thống cho cậu hai sự lựa chọn, một là dung hòa nó với kiến khô cốt, hoặc là luyện hóa quả trứng này. Chu Văn biết luyện hóa trứng cấp truyền kỳ nguy hiểm nhưng đây là game, nên cậu cược một ván, luyện hóa nó. Lúc này thì nguyên lực của cậu bị kéo vào không gian khác. Ở ngoài hiện thực thì Chu Văn cũng bị lấy đi nguyên lực, nó khiến cậu đau đớn phụt ra cả máu. Chu Văn ngất đi,
nhưng Mê Thiên Kinh đã hồi phục lại nguyên khí cho cậu. Chu Văn tỉnh dậy cảm ơn trời vì trong game không đồng cảm với hiện thực, không thì Chu Văn đã về trời từ lâu rồi. Cậu mở máy ra thử kiểm tra xem luyện hóa được không, không ngờ là lại thành công. Chu Văn vô cùng vui mừng vì nếu có kiến bay đánh bạc thì việc bay lượn tuyệt đối không có vấn đề gì đối với cậu. Chu Văn triệu hồi ra kiến bay cánh bạc nhưng không ngờ nó vẫn đang ở giai đoạn ấu trùng nên thuộc tính của nó khá là yếu. Đang không biết phải làm sao thì hệ thống thông báo con ấu trùng này muốn ăn. Lúc Chu Văn lựa chọn đồ ăn cho nó thì tức giận, không ngờ nó ăn thú cưng đồng hành và trứng đồng hành. Nếu bây giờ Chu Văn nuôi nó thì đúng là quá mệt, nhưng đã lỡ luyện hóa rồi thì cậu phải cho nó ăn thôi. Chu Văn cho kiến bay cánh bạc ăn trứng đồng hành mà lúc nãy cậu vừa mới lấy được. Kiến bay cánh bản ăn vào nhưng vẫn không thay đổi gì. Chu Văn có hơi chán, nhưng vẫn còn một cái nữa để cậu thử. Chu Văn thử hình dạng đồng hành của con kiến cánh bạc này, nó biến thành một đôi cánh nhưng hơi nhỏ. Tuy nhỏ nhưng khả năng bay cực kỳ nhanh và linh hoạt. Giờ thì Chu Văn đã có khả năng bay lượn nên cậu chả thèm quan tâm mấy con kiến nhỏ ở dưới nữa, tiến vào nơi sâu hơn của hang ổ loài kiến. Nơi này càng tiến vào càng hẹp và xuất hiện vô cùng là nhiều kiến. Đang bất ngờ thì cậu lại gặp phải một bất ngờ hơn. Khi lũ kiến kia quấn lấy nhau tạo thành một bàn tay nắm lấy Chu Văn khó khăn lắm mới dùng khôi thần trưởng thoát ra được, không tự chủ được mà lao qua một cái lỗ vào thẳng tổ kiến. Lúc này thì có mấy con kiến đen xì biết bay và bu lấy cậu, khiến cho nhân vật của cậu đai luôn. Chu Văn càng ngày càng thú vị về những thứ ở sâu bên trong cái phó bản này, nhưng với thực lực của kiến cánh bạc bây giờ là không thể, ít nhất cũng phải để nó quay về trạng thái nguyên bản. Đang suy nghĩ thì bụng cậu lại réo lên, Chu Văn bắt buộc phải ra ngoài để kiếm đồ ăn. Không ngờ lúc này người của liên bang vẫn đang theo dõi cậu, họ vẫn muốn bắt Chu Văn về để tra khảo, nhưng sợ An Gia kinh động nên cô gái tóc đỏ kia đã dùng sự quyến rũ của mình nhằm đánh lừa Chu Văn. Cô ta giả vờ ngã xuống đường, khoe bộ combo núi đùi chập trùng của mình. Nếu là anh em có khi bị lừa rồi, nhưng mà Chu Văn vẫn kệ mị nó, không thèm quan tâm. Bây giờ cậu ta đã có năng lực bay lượn nên muốn đến ao sen để test thử. Chị gái tóc đỏ kia vẫn không bỏ cuộc đi đến giả vờ nhờ Chu Văn chỉ đường đưa về nhà. Nhưng Chu Văn chẳng thèm quan tâm, đi kiếm bữa cơm ăn cho đỡ cái bụng đã. Thế là cô gái kia cay quá tính dùng sức mạnh của mình để trấn áp Chu Văn. Ai ngờ bị cậu ta né được, dùng đôi cánh né ra chỗ khác. Lúc này thì Chu Văn cũng nhận ra cô gái này là người của liên bang. Cô gái kia cũng không nhường nữa, mang một chút thực lực thực sự của mình ra. Nhưng mà Chu Văn lại gọi cảnh sát, cô ta sợ nếu bị lộ An Gia sẽ đến đây nên bỏ đi. Chu Văn suy nghĩ một hồi thì đoán được rằng bọn họ nghĩ mình là đồng bọn với Tình Đạo Tiên, thế nên cậu gọi điện cho Lý Huyền. Lý Huyền lúc này đang ăn chơi ở một quán bar. Không ngờ được Chu Văn chủ động gọi nói chuyện quan trọng, Chu Văn kể cho Lý Huyền việc mình gặp được Tỉnh Đạo Tiên. Lý Huyền không ngờ Chu Văn lại gặp được một người trong truyền thuyết như Tỉnh Đạo Tiên. Lý Huyền cũng nói rõ về đám người đang muốn bắt Chu Văn, đó chính là tổ chức đặc biệt của liên bang, chuyên xử lý những chuyện mà liên bang không tài nào can thiệp chính diện được. Chu Văn nghe thấy thì nhờ Lý Huyền giúp cậu ta được nhập học trước. Chu Văn cũng giải thích việc mình muốn nhập học trước là để tránh được người của liên bang. Đối với Lý Huyền việc này không khó, nên cậu đồng ý và cũng sẽ cùng Chu Văn đưa đơn xin được nhập học trước. Chu Văn tắt điện thoại. Mấy hôm nay chuyện phiền phức đến với cậu quá nhiều, cậu tự nhắc nhở mình rằng phải nhanh chóng mạnh lên, để cứ có thằng nào làm phiền lúc cậu đang chơi game thì rút cho một trận. Cùng lúc đó, tại bộ phận giám sát đặc biệt của liên bang, vị cấp trên kia đã chửi cho cô gái tóc đỏ một trận vì không khiêm tốn ra tay một cách kinh động với Chu Văn. Cô gái tóc đỏ kia cố gắng nài nỉ ỉ ôi xin cho mình một cơ hội nữa, thì ông ấy đưa cho cô ta một thông tin khá bất ngờ. An Gia lại sử dụng tấm vé duy nhất đó cho Chu Văn. Giờ thì Chu Văn đã là một nhân vật quan trọng ở trong An Gia. Muốn động chạm đến cậu ta thì chỉ có mà toang, nhưng nó cũng làm bị cấp trên kia có hứng thú cực kỳ với Chu Văn, vì dạo này cái gì cũng liên quan đến cậu ta. Chu Văn ở chỗ khác có người nhắc đến mình thì hát gì, tự nhủ không biết có em xinh tươi nào đang nhớ tới mình hay không. Chu Văn đã đến học viện Kịch Dương, đi đến tòa nhà mà lúc trước Âu Dương Lam đã đưa cho cậu. Bước vào phòng, cậu phải choáng hợp với những gì mà Âu Dương Lam đã chuẩn bị. Đây chính là cuộc sống mới của cậu ở học viện Tịch Dương. Nhưng mà cậu vội đến đây quá nên chẳng kịp chuẩn bị gì. Xem cửa hàng của trường ở đâu, tới mua một ít nhu yếu phẩm. Vừa mới ở cửa ra ngoài, đã có một bước chân nhanh chóng đi xuống ở tầng trên. Không ngờ đó lại là An Tịnh. Giờ thì An Tịnh và Chu Văn lại sống ở ngay cạnh nhau. An Tịnh thấy Chu Văn thì có hơi bất ngờ. Mà bất ngờ cái gì thì các bạn nhớ xem tập sau nhé. Kết thúc video ngày hôm nay. Để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!